Kính chào quý vị khán giả. Mưa sẽ xuất hiện ở cả 3 miền đất nước vào đầu tuần này. Thời gian xảy ra mưa là về chiều tối và tối, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm và có nơi mưa rất to trên 70 mm. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng sẽ duy trì đến ngày 1 tháng 8. Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thì còn kéo dài nhiều ngày nữa. Do về chiều tối mới có mưa nên ở Vũng Tàu ban ngày sẽ tạnh ráo và có nắng nhẹ. Hơn nữa là do gần biển nên không khí thoáng mát và dễ chịu, nhiệt độ cao nhất 31-32 độ. Du khách có thể thỏa thích tắm biển và yên tâm lên kế hoạch khám phá các điểm đến hấp dẫn ở thành phố biển như là đồi Con Heo, mũi Nghinh Phong. Nếu muốn vừa ngắm hoàng hôn, vừa trải nghiệm cuộc sống của ngư dân làng chài, vừa thưởng thức đặc sản ở Huế, quý vị nên đến làng ngư Mỹ Thạnh. Đây là điểm đến hút khách du lịch nhờ những bức bích họa đầy màu sắc trên tường nhà ngư dân. Ở Huế, khả năng vào chiều tối thứ ba và thứ tư thì sẽ có mưa dông, còn ban ngày trời nắng nhiều, buổi trưa thứ tư khá nóng với mức nhiệt là 35 độ. Hà Nội tháng 7 mùa hoa tường vi nở, nhiều tuyến phố lại được tô điểm bởi sắc hồng của tường vi. Hoa tường vi nở rực rỡ suốt từ đầu hè đến cuối thu. Tường vi là một loài hoa đại diện cho tình yêu, mỗi màu lại mang một ý nghĩa khác nhau. Tường vi đỏ, mong muốn được yêu thương. Tường vi trắng, thể hiện tình yêu trong sáng, tinh khôi. Còn tường vi hồng, thay lời tỏ tình lãng mạn. Nếu tới thủ đô Hà Nội dịp này, du khách đừng quên ghé qua công viên thực vật cảnh Việt Nam, Thảo Nguyên Hoa Long Biên để ghi lại cho mình những bức ảnh đẹp với loài hoa này. Thời gian đẹp nhất trong ngày để chụp ảnh là vào buổi sáng khi trời tạnh ráo có nắng nhẹ. Tránh đi vào buổi chiều thứ hai và thứ ba vì dễ có mưa và buổi trưa thứ tư trời khá nóng khi nhiệt độ lên cao 35 độ. Cuối bản tin sẽ là dự báo cho các thành phố du lịch khác trên cả nước.